Thưa quý vị và các bạn, Bộ Quốc phòng đã ra thông tư số 89/2022/TT-BQP ban hành nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân, trong đó quy định phạm nhân phải tôn trọng, tự giác thực hiện nếp sống văn minh, sinh hoạt học tập, lao động có trật tự, kỷ luật chặt chẽ. Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân cũng quy định những hành vi bị nghiêm cấm như sau. Một là trốn, tổ chức trốn khỏi nơi giam giữ, chống đối, kích động, xúi dục, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc phạm nhân khác chống đối, gây rối an ninh trật tự, không chấp hành nghiêm quyết định, mệnh lệnh, yêu cầu hướng dẫn của cán bộ, vi phạm các quy định về chế độ quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân. 2. Đưa vào tàng trữ sử dụng các đồ vật cấm, tự tạo các đồ vật có thể gây mất an ninh an toàn hoặc nguy hiểm cho bản thân và người khác, tự ý nuôi nhốt động vật trong cơ sở giam giữ phạm nhân. 3. Tự sát, tự gây thương tích, hủy hoại thân thể hoặc giúp người khác tự sát, tự gây thương tích, hủy hoại thân thể, đánh đập, đe dọa, ức hiếp, khống chế, hành hạ, làm nhục người khác, chiếm đoạt hoặc hủy hoại, làm hư hỏng tài sản, đồ vật của cơ sở giam giữ, của mình hoặc của người khác, tự ý tiếp xúc với người đến thăm gặp hoặc người khác. 4. Tự ý thay đổi vị trí chỗ nằm, cho mượn, sửa chữa khác kiểu quần áo được cấp, tẩy xóa dấu đóng trên quần áo, sử dụng lửa điện trái phép, tụ tập liên hoan ăn uống trái phép, sử dụng rượu bia, chất kích thích khác, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, mua bán, trao đổi, vay mượn dưới mọi hình thức giữa phạm nhân với nhau hoặc với người khác. 5. Lập hội nhóm bè phái dưới mọi hình thức, có thái độ, lời nói, hành vi thiếu văn hóa, gây gổ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, tự ý viết, vẽ, treo, dán tranh ảnh, khạc nhổ, vứt rác bừa bãi hoặc có hành vi gây mất vệ sinh công cộng trong cơ sở giam giữ phạm nhân. 6. Chống đối, chơi lười, giả, ốm đau, trốn tránh lao động, học nghề, học tập và các hoạt động giáo dục khác, thuê hoặc ép buộc phạm nhân khác phục vụ làm thay công việc của mình hoặc của phạm nhân khác. 7. Lưu trữ, sử dụng các loại sách, báo, tài liệu, phim, băng đĩa, thiết bị lưu trữ điện tử, văn hóa phẩm, tuyên truyền văn hóa, tư tưởng có nội dung phản động, đồi trụy, sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng tôn giáo không đúng nơi, đúng thời gian quy định của cơ sở giam giữ phạm nhân, tuyên truyền tôn giáo, bói toán, cúng lễ, thực hành mê tín dị đoan dưới mọi hình thức. 8. Các hành vi quan hệ tình dục, dâm ô giữa phạm nhân với nhau hoặc người khác, trừ quan hệ vợ chồng khi được phép. 9. Hút thuốc lá, thuốc lào, thuốc lá điện tử trong cơ sở giam giữ phạm nhân, nơi học tập, sinh hoạt tập thể. 10. Vi phạm các quy định khác của pháp luật.